Cho tới thời điểm này đã có 55 tỉnh thành phố trên cả nước xuất hiện dịch tả lợn châu Phi và hơn 2,4 triệu con lợn bị tiêu hủy. Chưa bao giờ ngành chăn nuôi lại phải đối mặt với dịch bệnh tàn phá với mức độ nghiêm trọng đến như vậy. Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, dịch bệnh cũng xóa luôn cả những ước mơ vươn lên làm giàu của người nông dân. Anh Thành từng là công nhân công ty than, nhưng tai nạn hầm mỏ đã cướp đi vĩnh viễn cánh tay phải của anh. Không đầu hàng số phận, anh Thành về quê xây chuồng nuôi lợn, quyết tâm làm giàu. Nhưng một lần nữa, anh lại phải đối mặt với những khó khăn, thử thách khi dịch tả lợn châu Phi quét qua khiến toàn bộ 98 con lợn của gia đình anh buộc phải tiêu hủy. Tôi bây giờ chưa biết làm gì ngoài đóng mấy chuồng chim để nuôi tạm cho nó đỡ có việc làm này. Cũng giống như gia đình anh Thành, trang trại của ông Lộ có diện tích chuồng nuôi lên đến hơn 2.000 m2. Dịch tả lợn châu Phi đã khiến hơn 400 con lợn của ông bị tiêu hủy, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế. Sự tàn phá đến tang hoang của dịch tả lợn châu Phi đang khiến nhiều nông dân chăn nuôi ở Đông Triều điều đứng. Cái dịch tả này là nó làm của tôi mất đi 488 con đầu lợn. Thế là nói là đến bây giờ là nguồn vốn vẫn chưa có, cho nên là hiện tại là vẫn chưa dám làm cái gì. Bây giờ thì gia đình hai vợ chồng thì chỉ quanh quẩn cái vườn mấy cây na mấy cây mít. Gia đình tôi đang gặp nhiều khó khăn, chuyển đổi cái bỗng sang con thỏ thì học hỏi kinh nghiệm về kỹ thuật về trang trại phải chỉnh sửa lại phù hợp với này cái con vật nuôi. Cái ba là cái nguồn vốn bây giờ là thực tế đang gặp rất nhiều khó khăn. Mong muốn của bà con Đông Triều lúc này là các ngành chức năng sớm đưa ra giải pháp hỗ trợ về nguồn vốn, kỹ thuật để khắc phục hậu quả của dịch tả châu Phi, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế. Cơn bão dịch đi qua, cuốn theo tất cả tài sản, vốn liếng của bà con vùng đất mỏ. Theo số liệu thống kê, tính đến thời điểm này, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 14 huyện, thị, thành phố của tỉnh Quảng Ninh. Số lợn buộc phải tiêu hủy đã lên hơn 55.000 con.